Sự kiên nhẫn của phương Tây với Israel đang suy giảm. Israel bắn phá 16 thị trấn miền Nam Liban. Iran tuyên bố không tham chiến. Ukraine chiếm nhiều cứ điểm ở tả ngạn sông Dnieper, đe dọa phá vỡ phòng tuyến Nga. Nga không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO, dù là một phần hay toàn phần. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi Toàn cảnh Thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo khác hiện nay đang có chung một tiếng nói, đó là họ muốn Mỹ chấm dứt xung đột hiện nay ở Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nước phương Tây có lẽ sẽ không ủng hộ Thủ tướng Israel. Ông Benjamin Netanyahu và quân đội nước này tiến hành một cuộc thanh lọc sắc tộc ở Gaza với lý do tự vệ. An ninh khu vực Trung Đông rất quan trọng đối với châu Âu, cũng như đối với Mỹ và các quốc gia thành viên G7 khác. Hậu quả của việc tán thành những hành động trên có thể khiến giới lãnh đạo ở tất cả các quốc gia này phải trả giá. Theo bình luận của tờ The Nation UAE, áp lực toàn cầu đối với Israel dường như ngày càng tăng lên trong bối cảnh hợp tác ngày càng tăng giữa Mỹ và các nước châu Âu, cũng như giữa Ả Rập và các nước Hồi giáo khác liên quan đến cuộc xung đột ở dải Gaza. Ở Trung Đông, các nước vùng vịnh đang hỗ trợ nhân đạo cho Gaza và hợp tác chặt chẽ với Ai Cập, Jordani và chính quyền Palestine để thiết lập chiến lược giảm leo thang thực tế, vạch ra con đường hướng tới hòa bình lâu dài. Hiện tại, những nỗ lực này đang xung đột với việc Israel từ chối lời kêu gọi ngừng bắn cho đến khi hoàn thành sứ mệnh loại bỏ Hamas mà họ đã tuyên bố, bất kể tổn thất nhân đạo đối với người dân Gaza, uy tín chính trị đối với các nhà lãnh đạo thế giới và bất kể sẽ mất thời gian bao lâu. Tuy nhiên, việc kéo dài xung đột sẽ không phục vụ mục tiêu chính thức của Israel, cũng như không thành công trong việc di rời vô thời hạn người Palestine đến miền Nam Gaza hoặc ra ngoài vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, như một số chính trị gia trong chính phủ Israel đã kêu gọi. Tổng thống Mỹ Joe Biden có lẽ sẽ không ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và quân đội nước này tiến hành một cuộc thanh lọc sắc tộc ở Gaza như nhiều cáo buộc với lý do loại bỏ Hamas. Tương tự như vậy, các chính phủ châu Âu cũng khó chấp nhận động thái như vậy với lý do tự vệ. An ninh khu vực Trung Đông rất quan trọng đối với châu Âu, cũng như đối với Mỹ và các quốc gia thành viên G7 khác. Hậu quả của việc tán thành những hành động trên có thể khiến giới lãnh đạo ở tất cả các quốc gia này phải trả giá. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo khác đang có chung một tiếng nói, họ muốn Mỹ chấm dứt xung đột. Trong cuộc họp ở Tokyo hồi đầu tuần trước, các ngoại trưởng G7 khẳng định ủng hộ lệnh ngừng bắn và thiết lập hành lang nhân đạo, đồng thời thảo luận các cách để khôi phục nỗ lực hòa bình càng sớm càng tốt. Họ nhấn mạnh nguyên tắc giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để giải quyết xung đột. Họ cũng chỉ trích cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và kêu gọi các bên liên quan khác kiềm chế. Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị cấp ngoại trưởng G7 nhấn mạnh rằng các thành viên trong nhóm cùng với các đối tác khu vực đang nỗ lực ngăn chặn sự lan rộng xung đột ở Trung Đông và đang hợp tác, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt và các biện pháp khác để ngăn nguồn tài chính cung cấp cho Hamas. Điều thú vị là vấn đề trừng phạt cũng được đưa ra trong bối cảnh Israel đang tiến hành chiến dịch trên bộ ở Gaza. Phó Thủ tướng Bỉ Petra de Sutter mới đây cho rằng đã đến lúc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Israel vì chiến dịch ném bom ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng rõ ràng Israel không quan tâm đến lời kêu gọi ngừng bắn của quốc tế. Bà Sutter cho rằng EU nên đình chỉ ngay lập tức thỏa thuận hợp tác kinh tế và chính trị với Israel, kêu gọi cấm các chính trị gia và binh sĩ Israel chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh vào châu Âu. Tuy nhiên, lập trường của bà Sutter dường như là một ngoại lệ. Nó cũng chỉ giới hạn ở một nhóm thiểu số ở châu Âu và khó có thể lan khắp Đại Tây Dương. Thật vậy, ở Mỹ, khó có khả năng Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Israel. Điều này cũng giải thích tại sao Israel vẫn kiên trì với hành động của mình. Ở Mỹ, vấn đề đối với Tổng thống Joe Biden là dư luận Mỹ đang dần từ bỏ sự ủng hộ vô điều kiện và không giới hạn dành cho Israel. Đảng Dân Chủ bị chia rẽ đến mức sự phản đối các hành động của Israel từ phe cánh tả và từ các cử tri người Mỹ gốc Ả Rập có thể gây nguy hiểm cho triển vọng tái cử của ông Biden. Trong khi ông Netanyahu có thể coi việc kêu gọi ngừng bắn tương đương với vấn đề gây ra thất bại chính trị cho chính mình, thì Tổng thống Biden có thể phải đối mặt với biến động chính trị nếu ông chấp nhận việc Israel từ chối lệnh ngừng bắn. Nhiều người trên thế giới, đặc biệt là giới trẻ, phản đối hành động của Israel tại Gaza, đồng thời lên án Hamas bắt giữ con tin. Và mặc dù Israel thấy cơ hội để phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và chỉ huy của Hamas, họ biết rằng
họ không thể xóa bỏ nhóm này về mặt chính trị. Và vì vậy, họ muốn Mỹ, châu Âu và các nước khác yêu cầu các nước Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đưa ra những đảm bảo để đảm bảo rằng Hamas hoặc các tổ chức tương tự không thể lặp lại sự kiện ngày 7 tháng 10. Về phần mình, các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đang thành lập một mặt trận thống nhất để ứng phó với cuộc xung đột hiện nay. Sau khi kết thúc 3 ngày đàm phán về phản ứng và hành động tập thể liên quan đến những diễn biến ở Gaza cuối tuần qua, Hội nghị Thượng đỉnh chung của Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây cấm vận vũ khí đối với Israel. Họ cũng kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế hoàn tất cuộc điều tra về tội ác chiến tranh bị cáo buộc do Israel gây ra đối với người dân Palestine ở tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem. Giữa tất cả những điều này, điều quan trọng là phải có một tầm nhìn dài hạn. Chẳng hạn UAE tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm leo thang tất cả các cuộc xung đột trên khắp Trung Đông, bao gồm cả xung đột liên quan đến Israel và sự bất đồng giữa các quốc gia khác với Iran. Tiếp tục chuỗi giao tranh không ngừng nghỉ kéo dài gần 40 ngày qua, hôm 15 tháng 11, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công lẫn nhau qua đường biên giới. Trong đó, một số nguồn tin khu vực cho biết quân đội Israel đã pháo kích vào 16 khu dân cư và thị trấn phía nam Liban nhằm đáp trả các vụ bắn tên lửa chống tăng và đạn cối của Hezbollah sang lãnh thổ Israel. Theo truyền thông Liban, Hezbollah đã bắn khoảng 15 quả tên lửa chống tăng vào một số vị trí của quân đội Israel dọc đường biên giới. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa xác nhận thông tin này. Cho đến đêm ngày 15 tháng 11, hai bên đều chưa công bố thông tin về thiệt hại do các cuộc tấn công của lực lượng đối địch gây ra. Trước đó, truyền thông Liban cho biết các cuộc bắn phá bằng máy bay không người lái và pháo hạng nặng của quân đội Israel vào miền nam Liban từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 đã khiến 88 người chết, trong đó có 65 thành viên Hezbollah. Đây là số thương vong lớn nhất trong các đợt đụng độ tại khu vực biên giới Israel-Liban kể từ sau cuộc chiến đẫm máu năm 2006 giữa quân đội Israel và Hezbollah. Lần giao tranh này do Hezbollah khơi mào bằng một cuộc pháo kích vào khu trang trại Siba mà quân đội Israel đang chiếm giữ hôm 8 tháng 10, nhằm biểu thị sự ủng hộ dành cho phong trào Hamas trong cuộc giao tranh chống Israel. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý khác, ba quan chức cấp cao trong văn phòng Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei trước đó nói rằng Đại giáo chủ Khamenei đã thông báo với lãnh đạo Hamas về việc Tehran sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột hiện nay giữa Hamas và quân đội Israel. Cụ thể, tại cuộc gặp tránh văn phòng chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hồi đầu tháng này, Đại giáo chủ Khamenei khẳng định rằng Iran ủng hộ Hamas trong cuộc giao tranh chống Israel nhưng sẽ không trực tiếp tham chiến. Trước đó, xuất hiện một số thông tin nói rằng Iran không chỉ cung cấp vũ khí và tài chính để Hamas và Hezbollah chiến đấu chống Israel, mà còn có thể trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này. Trong những tuần gần đây, quân đội Israel đã giao tranh với các chiến binh Hezbollah dọc biên giới Israel-Liban nhiều lần. Chỉ huy thứ hai của lực lượng đồng minh của Hamas ở Liban, Naim Qassem cho biết các cuộc đụng độ chỉ đơn thuần là nhằm giảm áp lực lên Gaza. Các thủ lĩnh cấp cao khác từ chối nói về làn danh đỏ của Hezbollah để can dự vào cuộc xung đột Israel-Hamas là gì, nhưng cho biết phản ứng của họ sẽ phụ thuộc vào hành động của Israel. Tuy nhiên, trong một phát biểu trước đó, lãnh đạo Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah nói rằng nhóm này đang đẩy mạnh hoạt động dọc theo mặt trận của họ với Israel. Reuters dẫn lời ông Nasrallah nói đã có sự cải thiện về số lượng chiến dịch, quy mô và số lượng mục tiêu cũng như sự gia tăng về các loại vũ khí. Quân đội Israel cảnh báo Hezbollah sẽ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nếu tăng cường tấn công vào lực lượng Israel. Trong chuyến thăm các binh sĩ Israel cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tuyên bố Hezbollah đang kéo Liban vào một cuộc xung đột có thể xảy ra. Nếu mắc phải sai lầm kiểu này, những người sẽ phải trả giá trước hết là công dân Liban. Những gì chúng tôi đang làm ở Gaza, chúng tôi cũng biết cách làm ở Beirut. Phong trào Hồi giáo Hamas đã nhất trí một thỏa thuận khung với Israel về việc sẽ trao trả 50 con tin để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tại dải Gaza trong 3 ngày. Theo báo Jerusalem Post, do phía Israel vẫn chưa nhất trí với thỏa thuận nên Qatar đang tiếp tục các nỗ lực trung gian đàm phán với sự phối hợp của Mỹ. Theo nội dung thỏa thuận, bên cạnh ngừng bắn, phía Israel cũng sẽ phóng thích một số tù nhân là phụ nữ và trẻ em người Palestine đang bị giam giữ tại nước này, đồng thời cho phép thêm hàng nhân đạo được chuyển vào dải Gaza. Trong khi đó, hãng tin Reuters Anh dẫn một nguồn thạo tin cho biết đây là thỏa thuận trao trả con tin số lượng lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
quy mô các cuộc đàm phán do Qatar chủ trì đã thay đổi đáng kể trong những tuần gần đây. Dù vậy, trước đây chưa từng có việc thảo luận để trao trả 50 con tin là dân thường để đổi lấy 3 ngày ngừng bắn và việc Hamas chấp thuận các ý chính của thỏa thuận. Trước đó, đề xuất đàm phán là Hamas trao trả tối đa 15 con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn tối đa 3 ngày. Theo nguồn tin này, trong thỏa thuận mới có điều khoản yêu cầu phong trào Hamas gửi danh sách đầy đủ những con tin là dân thường đang bị giam giữ ở dải Gaza. Hiện các bên không có kế hoạch thảo luận về việc trao trả toàn bộ con tin. Qatar đóng vai trò trung gian đàm phán nhờ duy trì liên lạc trực tiếp với cả Hamas và Israel. Các bên tham gia đàm phán chưa bình luận chính thức về thông tin này. Tuy nhiên, hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết đến nay, Israel mới chỉ nhất trí về việc tạm dừng tấn công ở một số khu vực trên dải Gaza và vẫn lưỡng lự trước những đề nghị ngừng bắn khác ở quy mô rộng hơn, song cũng đã có những dấu hiệu cho thấy có vẻ Israel đang dần nghiêng hơn về giải pháp này. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Mr. Press gặp gỡ báo chí của đài NBC Mỹ, nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu nói rằng áp lực quân sự làm tăng cơ hội phóng thích con tin và khi được hỏi liệu Israel có biết nơi con tin hiện đang bị giam giữ hay không, ông nói, chúng tôi biết rất nhiều điều. Ông Netanyahu cho biết có thể có một thỏa thuận tiềm năng nhằm thả một số trong số hàng trăm con tin bị Hamas và các nhóm chiến binh khác bắt giữ ở Gaza. Trong bối cảnh có thông tin về một đề xuất mới nhằm trao đổi con tin lấy các tù nhân an ninh Palestine. NBC News dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận thông tin trước đó rằng thỏa thuận tiềm năng đang được đàm phán sẽ cho phép khoảng 80 phụ nữ và trẻ em bị các chiến binh Palestine bắt làm con tin ở Gaza được trả tự do để đổi lấy việc Israel phóng thích cho những phụ nữ và trẻ vị thành niên bị kết án khủng bố đang bị cầm tù. Quan chức này nhấn mạnh rằng thỏa thuận được báo cáo không phải là điều chắc chắn và Washington đang dõi theo tất cả các phương án nhằm thả con tin. Ông Netanyahu tỏ ra thận trọng khi được hỏi về thỏa thuận con tin mới được báo cáo. Ông nói, tôi nghĩ rằng tôi càng ít nói về nó thì sẽ càng tăng cơ hội thành hiện thực. Thủ tướng Israel tái khẳng định lập trường của mình rằng áp lực quân sự đối với Hamas đang làm tăng cơ hội đảm bảo việc thả con tin. Một quan điểm dường như đi ngược lại lời kêu gọi của người Mỹ về việc tạm dừng nhân đạo như một cách để nới lỏng việc thả các con tin. Mới đây, Israel đã đồng ý cung cấp 24.000 lít dầu diesel cho các xe tải của Liên Hợp Quốc chở hàng viện trợ đến dải Gaza. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine UNRWA cảnh báo sẽ tạm ngừng các chương trình viện trợ nhân đạo của cơ quan này trong vòng 30 tiếng đồng hồ do cạn kiệt nhiên liệu. Ít ngày sau khi bùng phát xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hôm 7 tháng 10, người dân Gaza gặp nhiều khó khăn do thiếu điện sau khi Israel cắt nguồn cung nước, điện và nhiên liệu phục vụ hoạt động của nhà máy điện duy nhất ở dải đất ven biển này. Theo ông Adnan Abu Hasna, cố vấn truyền thông của Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, cơ quan này đã nhiều lần liên lạc với Mỹ, Liên minh châu Âu, EU và Israel để có thể đạt được thỏa thuận về việc cho phép vận chuyển nhiên liệu đến dải Gaza. Tuy nhiên, một nguồn tin nói với hãng Reuters rằng số nhiên liệu mà Israel chấp thuận nói trên chỉ được sử dụng cho xe tải của Liên Hợp Quốc mà không được cung cấp cho các bệnh viện ở dải Gaza, vốn cũng đang trong tình trạng thiếu nhiên liệu để chạy máy phát điện. Trong bối cảnh các cơ sở y tế tại Gaza đang phải xoay sở với tình trạng thiếu nhiên liệu để vận hành máy phát điện và các trang thiết bị y tế khác. Ngày 14 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ vô cùng lo lắng trước tình hình tồi tệ khủng khiếp tại các bệnh viện ở đây. Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho rằng công tác hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với thường dân Palestine sẽ phải kết thúc sớm do thiếu nhiên liệu là việc không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết viện trợ nhân đạo của nước này sẽ đến dải Gaza trong những giờ tới. Phát biểu với các ủy ban quốc phòng và đối ngoại của Quốc hội Italy, ông Tajani nói rằng hai máy bay quân sự C-130 chở 16 tấn viện trợ nhân đạo đang tới Gaza. Italy cũng đang chờ vào Gaza để lắp đặt bệnh viện dã chiến. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller cho biết, ủng hộ việc sơ tán để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân đang điều trị ở các bệnh viện ở dải Gaza. Phát biểu tại buổi họp báo mới đây, ông Miller thông báo Mỹ đang trao đổi với các tổ chức viện trợ nhân đạo và các bên thứ ba để có thể tiến hành các hoạt động sơ tán như vậy. Thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã trao đổi với Thủ tướng Netanyahu về những diễn biến mới nhất ở Israel và dải Gaza. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến những nỗ lực đảm bảo việc giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ, trong đó có nhiều trẻ em và một số công dân Mỹ.
Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden bày tỏ tin tưởng về khả năng đạt được thỏa thuận với Hamas để trả tự do cho các con tin bị lực lượng này bắt giữ. Ông cho biết Mỹ đang tích cực làm việc với các bên liên quan về vấn đề này. Nhà Trắng thông báo, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Biden kiêm điều phối viên của Mỹ về Trung Đông và Bắc Phi, ông Brett McGurk sẽ tới khu vực này để hội đàm với các quan chức ở Israel, Bờ Tây, Qatar, Ả Rập Xê Út và các quốc gia khác. Tại Israel, ông McGurk dự kiến thảo luận về nhu cầu an ninh của Israel, sự cấp thiết của việc bảo vệ dân thường cũng như những nỗ lực giải cứu con tin. Hiện người dân ở vùng lãnh thổ này không được tiếp cận thực phẩm, nước uống hoặc vật tư y tế, ngoại trừ một số lượng nhỏ xe tải chở hàng viện trợ từ Ai Cập qua cửa khẩu biên giới Rafah. Lực lượng đặc biệt của Israel đã tiến vào bệnh viện Shifa lớn nhất thành phố Gaza vào đêm ngày 14 tháng 11 để thực hiện một chiến dịch chính xác và có mục tiêu nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng Hamas tại địa điểm này. Họ đã phát hiện ra vũ khí và tài sản của Hamas ở đây. Theo tờ The Times of Israel, chiến dịch này đã tiếp tục đến sáng ngày 15 tháng 11. Ít nhất 5 tay súng Hamas đã bị quân đội Israel tiêu diệt trong cuộc đấu súng bên ngoài bệnh viện. Không có xung đột giữa binh sĩ Israel với bệnh nhân và nhân viên y tế bệnh viện Shifa. Quân đội Israel cho biết các lồng ấp trẻ sơ sinh, thức ăn trẻ em và vật tư y tế đã được xe tăng từ Israel mang đến và giao cho bệnh viện Shifa. Quân đội Israel tuyên bố, chúng tôi kêu gọi tất cả những tay súng Hamas có mặt trong bệnh viện hãy đầu hàng. Trước đó, hãng tin AFP dẫn một nguồn tin trong bệnh viện cho biết lực lượng Israel đã đi qua các hành lang và bắn cảnh báo khi họ di chuyển từ phòng này sang phòng khác để tìm kiếm các tay súng Hamas. Quân đội Israel không xác nhận thông tin này. Theo Israel, bệnh viện Shifa là vỏ bọc che giấu trung tâm chỉ huy ngầm kiên cố của nhóm Hamas, mặc dù không rõ có gì hoặc ai ở đó kể từ khi quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở phía Bắc Gaza. Người ta cho rằng, ban lãnh đạo của Hamas phần lớn đã chuyển đến phía nam dải Gaza. Ngoài ra, Israel cũng nhấn mạnh rằng, binh sĩ chỉ tiến hành hoạt động tập trung trong một khu vực xác định, chứ không phải toàn bộ bệnh viện này. Mặc dù Israel cho rằng một vài trong số 240 con tin bị Hamas bắt giữ đã từng được đưa vào bệnh viện, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy các con tin đang bị giam giữ ở đó. Tuy nhiên, Israel cho rằng hoạt động này có thể mang lại thông tin tình báo về những người bị bắt. Ông Joseph Aburid, một quan chức của cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát, cho biết, ông nhìn thấy xe tăng của Israel bên trong khu bệnh viện và hàng chục binh sĩ biệt kích bên trong các tòa nhà tiếp đón và cấp cứu bệnh nhân. Một quan chức an ninh giấu tên nói với đài phát thanh của quân đội Israel rằng hoạt động của Israel tại bệnh viện này sẽ được mở rộng nếu cần thiết và ám chỉ quân đội biết họ sẽ tìm thấy gì ở đó. Quan chức này nói, chúng tôi đang bắt đầu với quy mô nhỏ và hoạt động sẽ mở rộng khi cần thiết. Việc đưa quân vào Shifa là một thách thức về truyền thông hơn là một thách thức về tác chiến. Israel đã kêu gọi bệnh viện Shifa sơ tán kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Hamas, nhưng giới chức ở đây đã từ chối. Israel cũng đã cố gắng phối hợp sơ tán những bệnh nhân bị thương nặng hơn và trẻ sinh non. Trong những ngày gần đây, khi lực lượng Israel tiếp cận khu bệnh viện và đấu súng với các tay súng Hamas, hàng nghìn người trú ẩn trong khuôn viên bệnh viện đã đi theo các tuyến đường an toàn hàng ngày để sơ tán đến miền nam Gaza. Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 2.300 người, gồm bệnh nhân, nhân viên và thường dân, vẫn ở bên trong bệnh viện và không thể thoát ra vì giao tranh ác liệt trong khu vực. Trong khi đó, ngày 14 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ vô cùng lo lắng trước tình hình tồi tệ khủng khiếp tại các bệnh viện ở Gaza, khi các cơ sở y tế tại vùng lãnh thổ này phải xoay sở với tình trạng không có điện và số lượng thi thể đang phân hủy ngày càng tăng trong cuộc oanh tạc của Israel. Trong tuyên bố, người phát ngôn của ông Guterres nêu rõ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vô cùng lo lắng trước tình hình khủng khiếp và thiệt hại nặng nề về người ở một số bệnh viện tại Gaza. Nhân danh nhân loại, Tổng thư ký kêu gọi ngừng bắn vì lý do nhân đạo ngay lập tức. Cùng ngày, truyền thông cho biết, Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine và Tổ chức Y tế Thế giới đã rút khỏi Gaza. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi bảo đảm an toàn cho các bệnh viện ở dải Gaza, đặc biệt là bệnh viện Shifa. Trả lời báo giới về vấn đề trên tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh, quan trọng là bệnh viện Al-Shifa phải được bảo vệ. Thưa quý vị, theo báo chí Israel, lực lượng phòng vệ Israel đã chiếm được tòa nhà quốc hội, trụ sở chính phủ và trụ sở cảnh sát của Hamas trong chiến dịch trên bộ ở dải Gaza. Lữ đoàn thiết giáp số 7 và lữ đoàn bộ binh đã tiếp quản một số cơ sở của Hamas ở thành phố Gaza, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của các chiến binh Hồi giáo Palestine. Các tài khoản mạng xã hội đã lan truyền những bức ảnh cho thấy quân đội Israel
cầm biểu ngữ của nhà nước Do Thái, tại nơi có vẻ như là cơ sở chiếm được từ Hamas. Tiến sĩ Lorenzo Trametta, học giả và nhà phân tích về Trung Đông ở Beirut, Liban nhận định. Từ quan điểm của Israel, những bức ảnh này cho thấy họ đang giành chiến thắng trong cuộc xung đột và chiến thắng đó có thể sắp đến khi dư luận trong nước đang gây áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu để đưa các con tin trở về nhà và đáp trả cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Ông Trametta nói, ở góc độ quân sự của Israel, việc chiếm giữ tòa nhà quốc hội Hamas hoặc các trụ sở chính quyền khác của Hamas không có nghĩa là cuộc xung đột kết thúc vì trận chiến có thể kéo dài ít nhất trong vài tuần. Mặc dù giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát dải Gaza. Ông Gallant tuyên bố, không có lực lượng nào của Hamas có khả năng ngăn chặn IDF. Tổ chức Hamas đã mất quyền kiểm soát Gaza. Tuy nhiên, ông Trametta đã phản bác tuyên bố này. Ông Trametta nói, tôi có thể nói rằng Israel đã kiểm soát được khoảng một nửa dải Gaza, chứ không phải toàn bộ. Hamas cũng có sức mạnh nhất định và được trang bị tốt ở khu vực phía nam dải Gaza. Tôi nghĩ Hamas đã chuẩn bị rất kỹ cho những kịch bản xung đột căng thẳng và lan rộng. Họ biết Israel sẽ bắt đầu cuộc tấn công trên bộ từ phía bắc và cố gắng giảm thiểu nguy cơ rocket phóng về phía Ashkelon và các vùng lãnh thổ khác của Israel. Hamas trong những giờ qua đã phóng nhiều đợt rocket. Điều này chứng tỏ họ vẫn có khả năng tấn công Israel, ngay cả khi bị bắn phá dữ dội và phải đối phó với một cuộc tấn công trên bộ bên trong Gaza. Hầu hết các cuộc giao tranh đều xảy ra xung quanh bệnh viện Al-Shifa. IDF ban đầu phủ nhận việc bao vây hoặc tấn công trực tiếp vào bệnh viện Al-Shifa, đồng thời nói rằng họ vẫn duy trì liên lạc với nhân viên y tế tại đây để cho phép dân thường và bệnh nhân đi lại an toàn. Trước đó, quân đội Israel cũng chia sẻ đoạn băng ghi âm cuộc trao đổi giữa một sĩ quan liên lạc của IDF và giám đốc bệnh viện Al-Shifa Mohammed Abu Shamia về việc bàn giao 37 lồng ấp, 4 máy thở cùng các thiết bị y tế quan trọng khác từ Israel cho bệnh viện này trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về cuộc tấn công trên bộ của Tel Aviv. Theo thông tin mới nhất, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đang thực hiện một chiến dịch chính xác và có mục tiêu vào bệnh viện Al-Shifa ở dải Gaza. IDF cáo buộc Hamas thiết lập một trung tâm chỉ huy bên dưới bệnh viện Al-Shifa, sử dụng bệnh viện cũng như các đường hầm bên dưới để che giấu các hoạt động quân sự và bắt giữ con tin. Israel cũng khẳng định đã cho các thành viên Hamas có đủ thời gian để ngừng các hoạt động bên trong tòa nhà của bệnh viện. Báo cáo mới nhất từ bên trong bệnh viện cho hay, hàng trăm nhân viên y tế và bệnh nhân vẫn đang ở bên trong cơ sở này, cùng với hàng nghìn người tới đây trú ẩn khỏi các cuộc tấn công. Theo ông Trametta, Hamas vẫn còn có một số quân bài trong tay. Trước hết, họ có con tin. Theo những gì chúng tôi biết, hàng trăm con tin, chủ yếu là người Israel, nhưng cũng có cả người quốc tịch khác. Ngay cả khi Hamas chỉ có ít con tin trong tay, đây cũng sẽ là một lá bài, một công cụ rất quan trọng để đàm phán và gây áp lực lên Israel nhằm chặn cuộc tấn công. Ông Trametta nói thêm, thứ hai, từ quan điểm quân sự và chiến thuật, Hamas vẫn giữ vững vị trí ở các khu vực khác tại Gaza. Tôi đoán rằng bên dưới về bề ngoài, họ vẫn rất mạnh. Sức mạnh của Hamas không nằm ở kho vũ khí, vì hầu hết vũ khí của họ không phức tạp. Sức mạnh đó nằm ở sự hiểu biết về thực địa và khả năng tấn công mạnh vào bộ binh Israel. Trong khi đó, nội các của Thủ tướng Netanyahu dường như không nghi ngờ gì về khả năng Israel chiếm được ưu thế trong cuộc xung đột với Hamas và đảm bảo an ninh cho nhà nước Do Thái. Trước đó, ông Netanyahu đã bác bỏ đề xuất của Washington rằng chính quyền Palestine nên nắm quyền kiểm soát Gaza sau khi xung đột kết thúc. Theo ông, các cuộc thảo luận về việc ai sẽ quản lý dải Gaza chỉ có thể diễn ra sau khi Hamas bị loại bỏ. Mới đây, mưa lớn ở Gaza đã đặt ra những thách thức mới đối với người Palestine, một trại tị nạn ở phía nam Gaza dành cho những người buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột Israel-Hamas. Họ đang cố gắng xử lý lượng nước mưa lớn dồn xuống ở nơi trú ẩn tạm thời này. Thời tiết mùa đông ở Gaza dường như mưa nhiều và lạnh, đôi khi xảy ra lũ lụt. Mùa mưa đã bắt đầu ở vùng lãnh thổ này và khả năng xảy ra lũ lụt làm gia tăng lo ngại về hệ thống thoát nước ở khu dân cư đông đúc sẽ bị quá tải và khiến cho dịch bệnh lây lan. Tại một cơ sở của Liên Hợp Quốc cho thấy, người Palestine tạm trú ở Khan Yunis, miền nam Gaza,
mưa lớn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người phải đi sơ tán. Giám đốc truyền thông tại Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, bà Juliette Tuma cho biết, tình hình trên thực tế quá tuyệt vọng. Chỉ cần mưa nhỏ cũng có thể khiến đường phố ở Gaza ngập lụt do hệ thống xử lý nước thải không có khả năng hấp thụ nước. Theo Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, xung đột Israel-Hamas đã khiến gần 1,6 triệu người phải di rời, hàng trăm người phải sống trong những nơi trú ẩn chật chội với ít thức ăn và không đủ nước sinh hoạt. Khi mưa chút xuống, hiện người Palestine ở miền nam Gaza phải đối mặt với một thảm họa. Mưa lớn làm ướt sũng đồ đạc ít ỏi của họ và đe dọa mang đến những căn bệnh lây truyền qua đường nước do những vũng nước đọng thành sau cơn mưa. UAD, người tạm trú trong sân của một trường học của Liên Hợp Quốc ở Rafah, phía nam Gaza than phiền rằng: "Chúng tôi ướt sũng, tất cả quần áo đều ướt, cả nệm, chăn. Những người may mắn hơn có tấm chống thấm nơi tạm trú. Những người khác buộc phải dụng túi ni lông để che mưa. UAD, quần áo của các con tôi cũng ướt sũng và không có gì để thay, chúng sẽ ốm. Bản thân UAD cũng chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng khi thời tiết trở lạnh." Ngoài ra, hãng thông tấn Reuters của Anh đưa tin tình trạng thiếu lương thực, nước, nhiên liệu và các hàng hóa khác ngày càng trầm trọng tại dải Gaza. Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về dịch tả có thể xảy ra. Việc thiếu nhiên liệu khiến họ phải tạm dừng các hoạt động viện trợ, thiếu nhiên liệu khiến xe tải chở nước không hoạt động. Tình trạng tương tự xảy ra với máy bơm nước thải và các bệnh viện phụ thuộc vào máy phát điện đang bắt đầu ngừng hoạt động. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, điều gì sẽ xảy ra vào mùa đông khi mưa lạnh hơn? Con cái tôi vốn đã yếu vì ăn không đủ no sẽ rất khủng khiếp, Hasran lo lắng chia sẻ. Trong khi đó, tại dải Gaza, nơi bị Israel bao vây, hiện nay các túi bột mì hiện được bán với giá khoảng 200 đô la Mỹ. Ngoài ra, ông Ahmed Bayram, người phát ngôn của Hội đồng tị nạn Na Uy, cho biết mùa mưa có thể là tuần khó khăn nhất ở Gaza kể từ khi bùng phát xung đột. Mưa lớn cản trở việc di chuyển của người dân và đội cứu hộ, cũng như việc cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát hoặc chôn cất người thiệt mạng. Vừa qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã huy động máy bay và tàu chiến tấn công hơn 200 mục tiêu của dải Gaza. Israel tiếp tục đánh mạnh vào khu vực này để giải thoát con tin và tấn công lực lượng Hamas. Trước đó, IDF khẳng định đã chiếm hầu hết các trụ sở hành chính của Hamas ở trung tâm thành phố Gaza, gồm tòa nghị viện, khu phức hợp chính quyền, trụ sở cảnh sát, tình báo và các địa điểm từng được sử dụng cho kế hoạch tấn công hôm 7 tháng 10 nhằm vào Israel. Bên cạnh đó, IDF cũng chiếm được một cơ sở nằm trong Đại học Gaza, vốn được cho là nơi nghiên cứu và sản xuất vũ khí của Hamas. Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa qua bày tỏ vô cùng lo lắng trước tình hình tồi tệ khủng khiếp tại các bệnh viện ở Gaza, khi các cơ sở y tế tại vùng lãnh thổ này phải xoay sở với tình trạng không có điện và số lượng thi thể đang phân hủy ngày càng tăng trong cuộc oanh tạc của Israel. Trong tuyên bố, người phát ngôn của ông Guterres nêu rõ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vô cùng lo lắng trước tình hình khủng khiếp và thiệt hại nặng nề về người ở một số bệnh viện tại Gaza. Nhân danh nhân đạo, Tổng thư ký kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Đồng thời, kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lời cơ quan y tế do phong trào Hamas điều hành ở dải Gaza cho biết, Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine UNRWA và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã rút khỏi Gaza. Lãnh đạo cơ quan y tế nói trên, ông Muni Anbot nói, UNRWA và WHO không còn cung cấp dịch vụ ở dải Gaza nữa. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã nhượng bộ Israel và rời khỏi dải Gaza. Khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza ngày càng trở nên nghiêm trọng khi các bệnh viện đang trở thành tâm điểm trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Trong khi đó, các hoạt động ngoại giao của quốc tế nhằm gia tăng sức ép buộc các bên dừng xung đột, thả con tin vẫn chưa có kết quả rõ nét. Giao tranh quanh các bệnh viện lớn như Al-Quds, Shifa đã khiến các bệnh nhân bị thương nặng, trẻ sơ sinh và người chăm sóc của họ mắc kẹt. Nguồn cung cấp vật tư y tế, nhiên liệu ngày càng cạn kiệt, khiến các cơ sở này trước nguy cơ dừng hoạt động. Những khu nhà do Liên Hợp Quốc điều hành cũng đang trong trạng thái quá tải và việc thiếu nhiên liệu đã làm tê liệt hệ thống cung ứng và xử lý nước. Các hoạt động ngoại giao quốc tế vẫn đang dồn dập để tìm giải pháp cho một lệnh ngừng bắn nhân đạo. Trong cuộc họp báo ở đồi Capitol, Hạ nghị sĩ Mỹ Rashida Tlaib và các nhà lập pháp đảng Dân Chủ khác đã kêu gọi Tổng thống Biden yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Chúng tôi sẽ không im lặng, chúng tôi sẽ không dừng đấu tranh cho tới khi cứu được mạng người. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu ngừng bắn, yêu cầu phân phối ngay lập tức viện trợ nhân đạo ở Gaza,
yêu cầu thả tất cả con tin và những người bị bắt giữ tùy tiện. Chúng tôi yêu cầu mọi người Mỹ được trở về nhà và yêu cầu người dân Palestine được sống tự do khỏi sự chiếm đóng. Phản ứng trước việc xe tăng Israel tập trung quanh bệnh viện Shifa, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố các bệnh viện cần được bảo vệ. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, chính phủ Israel đã công nhận rằng cần lệnh tạm dừng giao tranh lên 7 giờ chẳng hạn, để tạo ra hành lang sao cho mọi người có thể di chuyển một cách an toàn. Chúng tôi tin rằng việc tạm dừng không nên quy định bởi một thời gian biểu nghiêm ngặt, mà nên quyết định bởi những gì cần thiết để đạt được các mục tiêu. Và mục tiêu đó là lối đi an toàn, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo. Và cuối cùng, chúng tôi muốn thấy những khoảng dừng dài hơn đáng kể, vài ngày, chứ không phải vài giờ trong trường hợp thả con tin. Trước đó, Al-Qassam Brigade, cánh vũ trang của Hamas, đã đề nghị thả tới 70 phụ nữ và trẻ em bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Các nhà hòa giải Qatar cũng đang tìm cách thuyết phục Hamas và Israel trao đổi con tin. Trong khi đó, cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Indonesia kêu gọi chính phủ Mỹ hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn bạo lực ở Gaza và ủng hộ lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột. Quốc vương Abdullah của Jordani cũng cảnh báo bất kỳ kịch bản nào bao gồm việc Israel tái chiếm các phần của Gaza sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và việc Israel tiếp tục vi phạm ở bờ Tây và Jerusalem sẽ đẩy khu vực tới điểm bùng nổ. Quốc vương nói rằng Gaza không nên tách rời khỏi những phần lãnh thổ khác của Palestine và kêu gọi chấm dứt chiến tranh cũng như nối lại tiến trình chính trị dựa trên giải pháp hai nhà nước. Cao ủy EU về viện trợ nhân đạo kêu gọi tạm dừng giao tranh ở Gaza và cung cấp nhiên liệu khẩn cấp để duy trì hoạt động cho các bệnh viện. 27 quốc gia EU ra tuyên bố các bệnh viện phải được bảo vệ và lên án bất cứ bên nào sử dụng các cơ sở y tế và dân thường làm lá chắn sống. Các ngoại trưởng EU cũng đang xem xét đề xuất của Cộng hòa Síp mở hành lang trên biển để viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza. Tờ Jerusalem Post trích dẫn thông báo của IDF cho biết lực lượng này đang chống phong trào Hamas tại một khu vực trong bệnh viện Al-Shifa. Chiến dịch này được triển khai dựa trên nguồn thông tin tình báo và theo tình hình chiến sự. IDF cũng khẳng định hành động này không nhằm mục đích gây hại cho bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân tại bệnh viện. Trước khi tiến hành hoạt động, đã có nỗ lực sơ tán người bệnh và người dân vô gia cư khỏi Al-Shifa. Theo IDF, họ thậm chí còn mở một lối đi đặc biệt từ đó và thông báo trước cho Ban Quản lý Bệnh viện về thời gian IDF tiến vào khu bệnh viện này. Trong quá trình diễn ra chiến dịch, các lồng ấp, thiết bị y tế và thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em được chuyển đến bệnh viện. Lực lượng Israel đã bao vây Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, sau khi tiến hành các trận giao tranh ác liệt trên đường phố với các tay súng Hamas. Israel cáo buộc Hamas đặt sở chỉ huy trong khu phức hợp này. Giới chức tình báo Mỹ cũng ủng hộ tuyên bố của Palestine, nhưng Hamas lại phủ nhận điều đó. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa thông báo đã mất liên lạc với đầu mối tại bệnh viện Al-Shifa. Thông báo đã được Tổng Giám đốc WHO Tedros đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo về các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe quan trọng này. WHO quan ngại sâu sắc về sự an toàn của các nhân viên y tế, các bệnh nhân của bệnh viện, bao gồm cả trẻ sơ sinh, cần hỗ trợ sự sống. Trước đó vào hôm 14 tháng 11, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho biết Hamas đang cất giữ vũ khí và vận hành một trung tâm chỉ huy từ bệnh viện Al-Shifa. Bình luận này tương tự những tuyên bố trước đó của Israel, nhưng đều bị các quan chức bệnh viện Palestine và Hamas bác bỏ. Lầu Năm Góc cho hay, Mỹ có thông tin tình báo mới được giải mật, trong đó cho thấy Hamas và Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine đang sử dụng các bệnh viện, bao gồm cả Al-Shifa, như một cách để che giấu và hỗ trợ các hoạt động quân sự của họ, cũng như bắt giữ con tin. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, Israel đã vô hiệu hóa sức chiến đấu của 10 trên 24 tiểu đoàn Hamas. Ngoài ra, IDF đã lần đầu tiên thông báo về quy mô và thành phần các đơn vị Hamas. Theo đó, Hamas có 30.000 tay súng, chia làm 5 lữ đoàn với 24 tiểu đoàn. Mỗi tiểu đoàn có hơn 1.000 người, chia thành các đơn vị như đơn vị sử dụng tên lửa chống tăng, đơn vị bắn tỉa, đơn vị đường không, sử dụng UAV và dù lượn. Trong một tin liên quan, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy binh lính thuộc lữ đoàn Golani của IDF đã chụp ảnh cùng quốc kỳ Israel bên trong tòa nhà quốc hội tại thành phố Gaza sau khi chiếm được địa điểm này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Hamas đã mất quyền kiểm soát Gaza. Ông khẳng định lực lượng này đang chạy về phía nam. Tòa nhà quốc hội Gaza là nơi hội họp của các nhà lập pháp Hamas từ khi phong trào này kiểm soát giải Gaza vào năm 2007. Trước đó,
quân đội Israel cho biết lữ đoàn bộ binh Nahal thuộc quân đội nước này đã chiếm được một thành trì quan trọng của Hamas, được gọi là Tiền Đồn 17, nằm ở phía tây Jabalia. Các binh sĩ đã chiến đấu với các tay súng Hamas và thành viên phong trào thánh chiến Hồi giáo bên trong thành trì. Cuộc giao tranh diễn ra cả trên mặt đất và theo tuyến đường ngầm trong khu vực. IDF cho biết thêm, các lực lượng Israel đã thu được nhiều loại vũ khí và xác định vị trí nhiều đường hầm trước đây chưa phát hiện. Trong đó, có một đường hầm nằm cạnh một trường mẫu giáo dẫn tới một tuyến đường ngầm rộng rãi. Ngoài ra, các lực lượng Israel còn tìm thấy kế hoạch tác chiến quan trọng của Hamas ở Tiền Đồn 17. Trong một diễn biến liên quan, các lực lượng Israel hoạt động tại dải Gaza đã phát hiện một xưởng sản xuất máy bay không người lái UAV và kho vũ khí của Hamas bên trong một tòa nhà dân cư. IDF cho biết, tòa nhà này nằm ở khu Sheikh Radwan của thành phố Gaza, bên cạnh một trường học và liền kề với địa điểm sản xuất cùng kho vũ khí là phòng ngủ dành cho trẻ em. Đoạn phim phát đi cho thấy các lực lượng Israel tìm thấy một số UAV của Hamas trong tòa nhà, cũng như thiết bị được sử dụng để chế tạo UAV cùng hướng dẫn chế tạo thiết bị nổ. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, người phát ngôn IDF cho biết hành lang sơ tán sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ngoài ra, tất cả thường dân bị mắc kẹt ở phía Bắc sẽ có thể đi về phía Đông tới đường cao tốc chính Salah al-Din trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều để đến khu vực phía Nam Wadi Gaza. Theo tuyên bố, động thái tạm dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo cũng sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại thị trấn Rafah của Palestine. Bên cạnh việc sơ tán người dân ở dải Gaza, thì quốc tế trong thời gian qua đã nỗ lực để thiết lập một hành lang nhân đạo để vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán người bị thương. Bởi hàng ngàn tấn hàng viện trợ đã được huy động, nhưng hiện vẫn chưa có giải pháp nào hiệu quả để có thể vận chuyển chúng vào Gaza. Với hành lang hàng hải này, các tổ chức cứu trợ quốc tế có thể dễ dàng tiếp cận với người dân dải Gaza hơn, thay vì phải trông chờ vào cửa khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất của Ai Cập còn kết nối với Gaza ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, giải pháp hành lang hàng hải này vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa được giải quyết. Đầu tiên, đó là việc Israel sẽ muốn xác minh bản chất của các hàng hóa được cứu trợ và cộng đồng quốc tế sẽ phải đảm bảo rằng lô hàng cứu trợ được đưa đến tay người dân. Tình hình tại dải Gaza đã trở nên đặc biệt khó khăn, nhất là đối với bệnh nhân ở các bệnh viện Bắc dải Gaza, vốn không thể di chuyển do thương tích, bệnh tật. Một mục tiêu quan trọng khác của hội nghị đó là đánh giá tổng quan về tình hình tại khu vực và thảo luận về viện trợ lương thực, thiết bị y tế và năng lượng, qua đó tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột này. Hiện có rất nhiều giải pháp viện trợ nhân đạo được đặt ra, nhưng trên thực tế lại tiến triển khá chậm chạp vì những lý do khách quan liên quan đến tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực. Đây cũng là dịp để cộng đồng quốc tế có thể tập trung thống nhất và triển khai một cách bài bản các đề xuất về giải pháp nhân đạo cho Gaza, như thả dù thiết bị y tế, thành lập bệnh viện dã chiến, dự án hành lang hàng hải hay thậm chí là không vận. Thưa quý vị, ở Trung Đông, các chính phủ không còn sở hữu độc quyền tên lửa tầm xa. Tên lửa đã được sử dụng trong chiến tranh ở khu vực này hơn 50 năm. Hiện tại, nhiều nhóm vũ trang cũng nắm trong tay số lượng lớn thứ vũ khí đáng gờm này. Do đó, mối đe dọa này đang nhân rộng theo hai hướng. Nhiều người có thể sở hữu tên lửa hơn và chất lượng của tên lửa đang được cải tiến. Ở Trung Đông, các chính phủ không còn sở hữu độc quyền tên lửa tầm xa. Nhiều nhóm vũ trang cũng nắm trong tay số lượng lớn thứ vũ khí đáng gờm này. Những quả tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen về phía Israel vào ngày 31 tháng 10 đã lập nhiều kỷ lục với quãng đường ít nhất 1.600 km. Chúng dường như bay nhất trong mọi tên lửa đạn đạo được phóng đi vì mục đích tấn công. Chúng đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow của Israel đánh chặn trên sa mạc Negev. Đây là lần đầu tiên Arrow bắn hạ một tên lửa đất đối đất sau 23 năm triển khai. Theo hai quan chức Israel, nó cũng là vụ đánh chặn tên lửa đầu tiên xảy ra trong không gian. Vụ việc này là một ví dụ cho thấy thực trạng các loại tên lửa với tầm bắn và độ chính xác ngày càng tăng, được phổ biến rộng rãi đang làm thay đổi cục diện quân sự ở Trung Đông như thế nào. Tên lửa đã được sử dụng trong giao tranh ở khu vực này hơn 50 năm. Bây giờ mối đe dọa này đang nhân rộng theo hai hướng. Nhiều người có thể sở hữu tên lửa hơn và chất lượng của tên lửa đang được cải tiến. Một điều quan trọng không kém là thực tế là các quốc gia không còn độc quyền về công nghệ nữa. Theo ước tính của Israel, năm 2007, phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza có vài trăm quả tên lửa. Con số này đã tăng lên 10.000 tên lửa vào năm 2014 và sau đó tăng gấp 3 lên 30.000 tên lửa vào năm 2021. Kho vũ khí tinh vi hơn của Hezbollah đã tăng từ khoảng 15.000 tên lửa vào năm 2006. Thời điểm lực lượng này bắt đầu giao chiến với Israel lên khoảng 150.000 tên lửa như hiện nay.
Khoảng 400 trong số đó là tên lửa tầm xa, có thể vươn tới bất cứ nơi nào ở Israel. Do đó, các nhóm vũ trang đang đặt ra mối đe dọa quân sự mà chỉ có các quốc gia mới có thể làm được cách đây 20 năm. Ông Bruce Hoffman tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại lập luận, mối nguy hiểm của một cuộc giao tranh hai mặt trận đối với Israel bắt đầu hiện rõ. Kho dự trữ lớn hơn cho phép các loại đạn lớn hơn và kéo dài hơn. Trong cuộc giao tranh vùng vịnh đầu tiên, Iraq đã bắn trung bình khoảng một quả Scud mỗi ngày vào Israel trong hơn một tháng. Hamas mặc dù được trang bị rocket nhỏ hơn đã tăng từ mức 192 lần phóng mỗi ngày trong cuộc xung đột năm 2014 lên 470 lần vào ngày đầu tiên xảy ra vụ tấn công vào năm 2021, không tính đạn cối nhỏ hơn. Chỉ riêng ngày 7 tháng 10, Hamas đã bắn ít nhất 2.200 quả rocket. Tuy nhiên, những con số không phải là vấn đề chính. Hamas chỉ phóng được số ít đầu đạn vào lãnh thổ của Israel. Điều đó cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn vòm sắt vẫn đang đánh chặn được khoảng 90% mục tiêu. Độ chính xác cao cũng đặt ra thách thức sâu sắc đối với hệ thống phòng thủ tên lửa. Vòm sắt và các hệ thống phòng thủ khác của Israel hoạt động bằng cách tính toán nơi tên lửa hướng tới và chỉ đánh chặn nếu nó hạ cánh ở nơi quan trọng, như khu dân cư hoặc căn cứ quân sự. Năm 2006, kho vũ khí của Hezbollah hầu như không có công nghệ dẫn đường nên vòm sắt có thể bỏ qua an toàn. Nhưng trong thập kỷ qua, Hezbollah đã được nâng cấp tiềm lực đáng kể. Điều đó có nghĩa là trong một cuộc giao tranh trong tương lai, có tỷ lệ lớn hơn các tên lửa được phóng nhắm về Israel sẽ có cả mục tiêu cụ thể cùng với khả năng bắn trúng mục tiêu cao. Hậu quả là Israel sẽ phải sử dụng nhiều tên lửa đánh chặn hơn để tập trung bảo vệ các cơ sở chiến lược như trụ sở và căn cứ không quân, thay vì các thành phố. Có 3 cách để Israel đối phó với kịch bản trên. Một là tiết kiệm vũ khí đánh chặn bằng cách tinh chỉnh thuật toán dự đoán nơi tên lửa có khả năng hạ cánh. Một cách khác là sử dụng tác chiến điện tử để gây nhiễu tín hiệu điều hướng như Israel đã làm. Thứ ba là tập trung vào các phương tiện đánh chặn rẻ hơn. Israel đã tiến hành một số thử nghiệm hệ thống dựa trên tia laser, được gọi là tia sắt. Tuy nhiên, việc tích hợp nó vào các khẩu đội phòng thủ tên lửa hiện có sẽ không kịp triển khai trong cuộc xung đột này. Ngoài ra, nhược điểm của tia sắt là hệ thống máy móc cồng kềnh và bị hạn chế trong điều kiện thời tiết u ám. Kỹ sư người Israel Yair Ramati, một trong những nhà phát triển ban đầu của hệ thống phòng thủ Arrow, đã đưa ra kết luận rằng trong hơn 30 năm, đã xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang, trong đó kẻ thù của Israel không ngừng xây dựng kho vũ khí của họ, còn chúng tôi thì phát triển hệ thống phòng thủ của mình. Cuộc đua đó không có dấu hiệu chậm lại. Phát biểu trước báo giới Mỹ, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabri Nasai cho biết, kể từ ngày 17 tháng 10 đến nay, Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận đã xảy ra 55 vụ tấn công nhằm vào các lực lượng của Mỹ, bao gồm 27 vụ tại Iraq và 28 vụ tại Syria, khiến 59 người bị thương. Xu hướng gia tăng các vụ tấn công nhằm vào binh lính Mỹ có liên quan cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng kiểm soát dải Gaza và Israel. Sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm nay, Mỹ đã nhanh chóng viện trợ quân sự cho Israel. Quốc gia này đã và đang tiến hành các cuộc tấn công liên tiếp trên bộ, trên không và trên biển nhằm vào dải Gaza, khiến hơn 11.500 người thiệt mạng cho đến nay. Điều đó châm ngòi cho các cuộc tấn công của lực lượng phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực này. Các phần tử của tổ chức này từng chiếm giữ những phần lãnh thổ quan trọng ở cả hai quốc gia này. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh sở tại được sự hỗ trợ của các cuộc không kích quốc tế do Mỹ đứng đầu đã đẩy lùi những tay súng khủng bố đó sau nhiều năm giao tranh ác liệt. Trước đó, một máy bay không người lái đã nhắm tới các lực lượng Mỹ và liên quân ở căn cứ quân sự Ain al-Assad ở phía tây thủ đô Baghdad của Iraq. Chiếc máy bay này đã bị bắn rơi trước khi bay tới mục tiêu. Trong khi đó, một chiếc máy bay không người lái khác cũng nhắm tới căn cứ quân sự Al-Hari, nơi có các lực lượng Mỹ và quốc tế, và cũng đã bị bắn rơi. Các lực lượng Mỹ và liên quân đã bị tấn công ít nhất 40 lần ở Iraq và Syria kể từ giữa tháng 10, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas leo thang. Mỹ cáo buộc các nhóm do Iran hậu thuẫn đứng sau các vụ tấn công, tuy nhiên Iran đã bác bỏ cáo buộc này. Sau đó, một nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq tuyên bố, đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại miền đông Syria. Trong tuyên bố đăng trên mạng, nhóm có tên gọi Nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq khẳng định các tay súng của lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào mỏ dầu Al-Oma ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Deir al-Zor và đã đánh trúng mục tiêu. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ xác nhận đã tiến hành hai cuộc không kích tại Syria nhằm vào các nhóm phiến quân
sau khi lực lượng này ở Syria và Iraq liên tiếp bị tấn công. Hiện nay, Mỹ có khoảng 900 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Syria và 2.500 quân nhân khác đồn trú ở Iraq, thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và tham vấn, hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn nguy cơ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trỗi dậy trong khu vực. Ngày càng nhiều ý kiến lo ngại, cuộc xung đột Hamas-Israel có thể lan rộng trên toàn Trung Đông và các lực lượng Mỹ ở những căn cứ biệt lập trong khu vực có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. Mỹ đã điều các tàu chiến và máy bay chiến đấu tới khu vực kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7 tháng 10, trong đó có 2 tàu sân bay. Số lượng binh sĩ bổ sung cho khu vực cũng lên tới hàng nghìn người. Với việc lực lượng Israel hiện đã tiến sâu vào Gaza khoảng 2 tuần sau khi bắt đầu chiến dịch trên bộ nhằm loại bỏ phong trào Hồi giáo Hamas, các ngoại trưởng EU bắt đầu xem xét tương lai có thể như thế nào sau khi giao tranh kết thúc. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm trên, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell cho biết, chúng ta cần tập trung vào một giải pháp chung và dài hạn, một kịch bản hậu xung đột có thể đảm bảo sự ổn định trên cơ sở liên tục, giúp xây dựng hòa bình giữa người Palestine và người Israel cũng như trên toàn khu vực. Cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết, hàng chục nghìn người Palestine đã thiệt mạng trong giải Gaza do các hành động quân sự của Israel kể từ vụ tấn công của Hamas, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, theo số liệu của chính phủ Israel. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho biết, ông đã phác thảo một khuôn khổ, trong đó các yếu tố ban đầu đã được thảo luận lần đầu tiên giữa các bộ trưởng EU, nói rằng điều này là cần thiết để phát triển một giải pháp cho giải Gaza hậu xung đột. Ông Borrell nêu rõ, chúng tôi cần phải tiến hành việc này ngay lập tức với sự cộng tác của Mỹ và các quốc gia Ả Rập. Mỹ đã nói rằng người Palestine nên quản lý Gaza sau chiến tranh, nhưng việc đó sẽ diễn ra như thế nào trên thực tế vẫn còn bỏ ngỏ. Theo ông Borrell, lộ trình do EU thảo luận sẽ bao gồm 3 có và 3 không cho Gaza sau xung đột. Theo lộ trình dự thảo, 3 không bao gồm không buộc người Palestine phải di rời khỏi Gaza, không thu hẹp lãnh thổ Gaza và vấn đề Gaza không bị tách rời khỏi giải pháp tổng thể cho vấn đề Palestine. 3 có sẽ bao gồm, thứ nhất, việc tìm kiếm các chủ thể có thể giúp xây dựng các thể chế, trong đó cần các chủ thể mà tính hợp pháp của họ sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xác định. Thứ hai, sự tham gia mạnh mẽ hơn của các nước Ả Rập vào việc tìm kiếm giải pháp. Thứ ba, sự tham gia nhiều hơn của EU trong khu vực và giải pháp hai nhà nước. Ông Borrell nói, chúng tôi đã vắng mặt quá nhiều, chúng tôi đã ủy thác giải pháp này cho Mỹ. Nhưng bây giờ EU phải vào cuộc nhiều hơn vì nếu không tìm ra giải pháp, chúng ta sẽ phải trải qua một vòng xoáy bạo lực vĩnh viễn từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ thương vong này đến thương vong khác. Phát biểu với các phóng viên ở Brussels, ông Borrell cũng ám chỉ đến những cân nhắc của các quốc gia thành viên EU về việc ai sẽ cai trị Gaza sau xung đột, cho thấy chính quyền Palestine có thể là một phần của giải pháp chính trị rộng lớn hơn với một nhà nước Palestine độc lập. Ông Borrell lưu ý, chúng tôi nghĩ rằng phải nói tiếng có đối với chính quyền Palestine để một chính quyền Palestine có tính hợp pháp được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thừa nhận. Có thể hiểu được rằng chính quyền Palestine sẽ không muốn tiến vào Gaza trước mũi xe tăng của Israel. Ông Borrell cũng thông báo sẽ đến thăm Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine cũng như một số quốc gia Ả Rập như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thảo luận về viện trợ nhân đạo cho Gaza và các vấn đề chính trị với các nhà lãnh đạo khu vực. Trong báo cáo đánh giá về cuộc xung đột Nga-Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, theo những hình ảnh mới được công bố, các lực lượng Ukraine đã tiến sâu hơn vào làng Kharkiv, nằm cách thành phố Kherson khoảng 30 km về phía Tây và cách sông Dnieper 2 km về phía Nam. Trong báo cáo đánh giá về cuộc xung đột Nga-Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, theo những hình ảnh mới được công bố, các lực lượng Ukraine đã tiến sâu hơn vào làng Kharkiv, nằm cách thành phố Kherson khoảng 30 km về phía Tây và cách sông Dnieper 2 km về phía Nam. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận các lực lượng Ukraine đã giành được chỗ đứng vững chắc ở bờ đông sông Dnieper ở miền nam Ukraine. Còn ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, bất chấp mọi khó khăn, lực lượng phòng vệ Ukraine đã giành được cứ điểm ở bờ đông sông Dnieper. Chúng tôi đã đi được 70% quãng đường và cuộc phản công của chúng tôi đang tiến triển. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng một số blogger quân sự của Nga đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về bước tiến của Ukraine trong khu vực gần một năm sau khi lực lượng của Kiev giành quyền kiểm soát Kherson. Một lính dù của Nga cho biết
các lực lượng Ukraine không chỉ tiến sang tả ngạn con sông mà còn chiếm các vị trí dọc bờ sông và một phần của làng Kharinki. Họ đã nắm giữ các vị trí, đồng thời vận chuyển xe bọc thép qua sông. Chúng tôi đang cố gắng cầm cự để đối phương không thể xuyên thủng phòng tuyến. Theo kênh Telegram Wagonzo, khu vực mặt trận này đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của lực lượng Ukraine xét về mặt tác chiến. Telegram Wagonzo cũng lưu ý, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công dữ dội từ các đảo gần Poyma, Petchani và Postepnoye và đang tiến tới đường cao tốc M14. Nếu để mất quyền kiểm soát khu vực Poyma, nơi giao cắt với đường cao tốc M17, thì Nga sẽ đối mặt với vấn đề cực kỳ nghiêm trọng vì đây là tuyến đường hậu cần của họ. Nỗ lực vượt sông của Ukraine diễn ra trong thời điểm phương Tây ngày càng thất vọng về cuộc phản công của Kiev kéo dài 5 tháng qua, vốn đạt được rất nhiều lợi ích về mặt lãnh thổ, trong khi không thể thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường. Hoạt động băng qua tuyến đường thủy táo bạo mà thủy quân lục chiến Ukraine thực hiện không chỉ giúp Kiev đưa binh sĩ và thiết bị hạng nặng qua sông, mà còn khiến các lực lượng Nga đồn trú ở tả ngạn sông Dnieper rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Roman Svitan, một nhà phân tích quốc phòng Ukraine lưu ý, Ukraine đã thiết lập được đầu cầu đổ bộ tại 3 hoặc 4 địa điểm ở bờ đông. Kevin Ryan, cựu tướng quân đội Mỹ cho rằng, từ trước đến nay, trong lịch sử quân sự, việc vượt sông là một trong những hoạt động khó khăn nhất. Hiện giờ, với sự xuất hiện của máy bay không người lái và thiết bị nhìn xuyên đêm, hoạt động này lại càng đối mặt nhiều thách thức hơn. Ông Ryan nhấn mạnh, đối với Ukraine mà nói, việc vượt sông thành công được coi là một bước tiến lớn. Trước đó, vào giữa tháng 10, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, thủy quân lục chiến Ukraine đã vượt sông và thiết lập các vị trí bắn cách cầu Antonivsky khoảng 8 km về phía thượng nguồn. Kể từ đó, các cuộc đụng độ diễn ra liên tiếp bên ngoài những ngôi làng dọc theo bờ sông. Kharinki hiện là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất khi Nga đang nỗ lực kìm chân Ukraine tiến về phía nam. Oleksandr Musizenko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Pháp lý có trụ sở tại Kiev khẳng định, đầu cầu đổ bộ của Ukraine hiện bao trùm toàn bộ bờ sông phía đông, tính từ Antonivsky đến Kharinki. Điều này đồng nghĩa với việc đối phương khó có khả năng đẩy lùi các lực lượng của chúng tôi. Nếu họ cố gắng làm điều đó, họ sẽ đối mặt với những vấn đề lớn một khi chúng tôi phòng thủ chặt chẽ ở mặt trận này. Natalia Humeniuk, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy miền Nam Ukraine cho rằng, Nga nhiều khả năng sẽ phải rút khỏi các vị trí ven sông, lùi về tuyến phòng thủ thứ hai hoặc thứ ba ở phía đông và phía nam. Hoạt động vượt sông của Ukraine diễn ra trong bối cảnh các đơn vị ở phía đông và phía đông bắc nước này đang nỗ lực đối phó với các lữ đoàn lớn hơn của Nga. Một bước tiến lớn hơn ở phía nam có thể giúp Ukraine tiến thẳng tới bán đảo Crimea, khiến Nga phải điều động thêm binh sĩ bảo vệ Crimea và giảm bớt hoạt động phòng thủ hoặc tấn công ở những nơi khác. Ngoài ra, việc đe dọa các phòng tuyến của Nga gần Dnieper cũng sẽ buộc các chỉ huy nước này phải rút lực lượng về phía đông đến gần Orykhov. Nhưng quy mô tương đối nhỏ của các đơn vị vượt sông cũng như những khó khăn mà Ukraine phải đối mặt khi vận chuyển hàng tiếp tế cho lực lượng ở bờ đông sông Dnieper khiến một số người suy đoán việc thiết lập đầu cầu đổ bộ chỉ giống như một chiến thuật đánh lạc hướng hoặc một đòn nhử buộc Nga phải rút bớt lực lượng ở các nơi khác để tăng viện cho Kherson. David Zenderman, chuyên gia quân sự Israel nhận định, Ukraine có lẽ muốn kiềm chân Nga tại Kherson để họ không thể tăng cường hoạt động ở các mặt trận khác. Trái với quan điểm này, nhà phân tích Oleksandr Musizenko nhận định hoạt động đổ bộ của Ukraine ở bờ đông sông Dnieper không chỉ nhằm đánh lạc hướng và kiềm chế các đơn vị Nga ở phía nam, mà còn có mục tiêu lớn hơn là tiến vào Tokmak, tiếp đến là thành phố Melitopol và Berdyansk để cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga chạy từ phía tây nam biên giới nước này tới Crimea. Điều đó sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của Moscow nhằm tiếp tế cho các lực lượng tại Crimea. Theo ông Roman Svitan, nếu Ukraine có thể đẩy lùi lực lượng Nga ra xa bờ sông, thì nước này có thể đưa thêm binh sĩ và phương tiện hạng nặng sang đầu cầu đổ bộ. Trong quá trình vượt sông, chúng tôi rất dễ bị Nga tấn công. Vì thế, hoạt động này cần có sự phòng thủ kỹ lưỡng. Hiện giờ chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu. Để hoàn thành việc lập tuyến phòng thủ ở bờ đông, cần rất nhiều thời gian. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, việc Ukraine gia nhập Liên minh quân sự NATO là không thể chấp nhận được đối với Nga, dù là một phần hay dưới bất kỳ hình thức nào khác. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ít ngày sau khi tờ Người bảo vệ của Anh dẫn lời cựu Tổng thư ký NATO Andrej Rasmussen khi trả lời báo chí đã đưa ra đề xuất để Ukraine gia nhập Liên minh, ngoại trừ các vùng lãnh thổ đã bị sáp nhập vào Nga. Từ trước đến nay,
Nga vẫn luôn phản đối việc Ukraine gia nhập NATO vì cho rằng điều này sẽ gây nguy hại cho an ninh của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí còn tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO là lằn ranh đỏ đối với Nga. Ở một diễn biến liên quan, theo cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu James Stavridis, Ukraine nên theo kịch bản Hàn Quốc về việc kết thúc xung đột với Nga để bắt đầu đàm phán hiệp ước hòa bình. Trong một bình luận trên tờ Bloomberg, tướng 4 sao đã nghỉ hưu Stavridis lưu ý rằng Hàn Quốc đã chuyển đổi từ một vùng đất bị chiến tranh tàn phá thành nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới. Nhưng đây là cả một quá trình. Thập kỷ đầu tiên sau chiến tranh là thời kỳ trì trệ đối với Hàn Quốc và chỉ có viện trợ và cải cách của phương Tây mới có thể đưa nền kinh tế Hàn Quốc cất cánh. Bài học quan trọng thứ hai đối với Ukraine là có được sự đảm bảo an ninh vững chắc. Trong trường hợp này, đó là tư cách thành viên NATO. Điều này tương tự như cách Hàn Quốc được trao quy chế đối tác đầy đủ của Mỹ theo hiệp ước vào năm 1953. Đáng chú ý là tướng Stavridis, giống như cựu Tổng thư ký NATO Andrfor Rasmussen, không thấy có vấn đề gì trong việc Ukraine trở thành thành viên NATO mà không cần giải phóng hoàn toàn các vùng lãnh thổ của mình. Ông cho rằng một cuộc đối đầu tiềm tàng giữa NATO và Nga chỉ có thể xảy ra khi có quyết định tập thể của tất cả 32 thành viên trong Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Vì vậy, cuộc đối đầu Nga-NATO sẽ không tự động nổ ra nếu Ukraine gia nhập NATO trước khi xung đột kết thúc. Cựu chỉ huy NATO ở châu Âu trên cũng tin chắc rằng ngay cả việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine cũng sẽ không thể vượt qua tình trạng bế tắc trên mặt trận. Vì vậy, cuộc xung đột lớn càng chấm dứt sớm thì người Ukraine càng có cơ hội tiến hành tái thiết sớm. Ông Stavridis nêu quan điểm, nếu đạt được thỏa thuận như vậy, đây là dự đoán của tôi, mặc dù thực tế là Ukraine nhỏ hơn nhiều về dân số và diện tích lãnh thổ. Nhưng trong vài thập kỷ nữa, Ukraine sẽ vượt qua Nga về tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản lượng nông nghiệp. Trước đó cùng ngày, cựu Tổng thư ký NATO Andrfor Rasmussen đưa ra công thức của mình để Ukraine gia nhập NATO. Theo ông, Ukraine nên đi theo con đường của Đức, nước từng gia nhập NATO mà không có các vùng lãnh thổ phía đông. Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống Ukraine chỉ trích gay gắt ý tưởng trên. Mikhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng điều này chỉ khuyến khích Nga tiếp tục hành động. Theo quan điểm của ông Podolyak, Nga sẽ không dừng lại ở biên giới thông thường giữa vùng lãnh thổ NATO và phi NATO của Ukraine. Đoạn video mới được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số xe chiến đấu bộ binh Bradley và một xe tăng Leopard dường như đã bị phá hủy ở phía bắc Adipka, nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất hiện nay giữa Nga và Ukraine. Đoạn video ban đầu được một số kênh Telegram của Nga đăng tải cho thấy hình ảnh dường như là xe chiến đấu bộ binh Bradley đang giao tranh với lực lượng Nga. Cuộc đụng độ được cho là xảy ra gần Stepov, phía bắc Adipka thuộc vùng Donetsk. Trong video có thể thấy, đơn vị thiết giáp Ukraine hoạt động mà không có sự hỗ trợ của bộ binh, nã pháo về phía binh lính Nga đang ẩn nấp. Hình ảnh sau đó cho thấy phương tiện này đang cố gắng rời khỏi khu vực nhưng đã bị tác động bởi một vụ nổ. Theo kênh Telegram Voenoe Oborenie Military Review, chiếc xe Bradley đã bị một máy bay không người lái FPV của Nga tấn công khi nó rút về vị trí của Ukraine. Đoạn video cũng cho thấy một số xe bọc thép của NATO đã bị phá hủy, dường như bị quân đội Ukraine bỏ lại. Hình ảnh phóng to cho thấy còn có một số xe Bradley khác và ít nhất một xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Mặc dù không rõ các phương tiện thiết giáp của Ukraine bị phá hủy khi nào, nhưng tài khoản mạng xã hội X của Lord Amo, một cổng thông tin phân tích quân sự, đã xác định chính xác nó ở cùng một địa điểm. Bình luận về tình hình chung trong khu vực, Voenoe Oborenie mô tả Stepov là một nút giao quan trọng. Việc kiểm soát khu định cư này có thể cho phép quân đội Nga cắt đứt nguồn tiếp tế cho quân đội Ukraine ở Adipka. Trước đó, các lực lượng Nga đã tập trung ở ba phía xung quanh Adipka. Nga đang củng cố lực lượng. Họ đã đưa khoảng 40.000 người đến đây cùng rất nhiều loại đạn dược. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga từ bỏ kế hoạch bao vây Adipka. Nga đang điều động một số lượng lớn máy bay không người lái song song với việc triển khai các đơn vị pháo binh để có hình ảnh rõ ràng hơn về hệ thống phòng thủ của Ukraine ở thị trấn. Trong khi đó, tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy lực lượng Ukraine ở phía nam nói rằng quân đội Ukraine xung quanh Adipka đang nỗ lực giữ vững vị trí phòng thủ. Nga đã cố gắng tích lũy một số lượng lớn nguồn lực trong những tuần gần đây, rút lui khỏi các khu vực khác trên mặt trận và cố gắng bao vây từ sườn phía bắc và phía nam. Moscow nhiều khả năng muốn cắt đứt nguồn tiếp tế của Ukraine. Chuyên gia quân sự Oleksiy Hetman của Ukraine nói rằng
Nga không lên kế hoạch tấn công trực diện mà thay vào đó bao vây Avdiivka để Kiev không thể cung cấp mọi thứ cần thiết cho các lực lượng trong thành phố. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ nhận định quân đội Nga đã đạt được những thắng lợi có thể xác nhận được gần Avdiivka, đặc biệt là ở khu vực Stepov. Đoạn video mới về chiến trường được công bố trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine diễn ra từ đầu tháng 6 tới nay vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể về lãnh thổ. Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết mặc dù được NATO cung cấp các loại vũ khí mới, nhưng Ukraine đang thua cuộc. Ông cũng ước tính Ukraine thiệt hại hơn 90.000 quân, gần 600 xe tăng và 2.000 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu đẩy lùi. Trong những tuần gần đây, truyền thông Nga thường xuyên đăng tải hình ảnh và video cho thấy khi tàu phương Tây cung cấp cho Ukraine bị phá hủy trên chiến trường, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây cũng xác nhận Ukraine mất nhiều thiết giáp trong cuộc phản công. Trước những cuộc tấn công liên tục của Nga, Ukraine đang nỗ lực cải thiện năng lực phòng không của mình. Theo Business Insider, Ukraine đang hợp tác với Mỹ để tạo ra những khả năng phòng không mới bằng cách kết hợp các hệ thống của phương Tây và Liên Xô, vốn không được phát triển để hoạt động cùng nhau. Frankenstein, chương trình phát triển vũ khí hợp tác giữa phương Tây và Liên Xô, phục vụ cho quân đội Ukraine, thường kết hợp tên lửa của Mỹ với các bệ phóng hoặc radar của Liên Xô hoặc khôi phục và hiện đại hóa những công nghệ thời chiến tranh lạnh, dường như đang phát huy tác dụng. Sự kết hợp này cho thấy những dấu hiệu có thể giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước lực lượng Nga vào thời điểm quan trọng của cuộc xung đột. Trước đó, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat cho biết Ukraine đã chuyển đổi thành công hệ thống phòng không của Liên Xô để phóng tên lửa do Mỹ cung cấp và đang thử nghiệm sự kết hợp này tại Mỹ. Kiev Independent dẫn lời ông Inat: "Chúng tôi nhận thấy kết quả tốt trong việc sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không BUCK-M1 trên bãi thử của Mỹ đã được chuyển đổi và thích ứng với tên lửa của Mỹ." Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ nói với New York Times rằng các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành trong vài tháng qua, bao gồm việc kết hợp tên lửa BUCK với tên lửa RIM-7 Sea Sparrow do Mỹ cung cấp và kết hợp các radar thời Liên Xô với tên lửa AIM-9M Sidewinder của Mỹ. Các báo cáo vào đầu năm nay chỉ ra rằng Ukraine đã tìm cách cải tiến hệ thống phòng không BUCK của Liên Xô để phóng tên lửa RIM-7. Theo ông Inat, Ukraine đã phải điều chỉnh các hệ thống phòng không thời Liên Xô để có thể kết hợp với nhiều loại tên lửa khác do nguồn cung hạn chế và chưa thể mua thêm tên lửa mới. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine như Patriot, Iris-T, NASAMS và pháo phòng không tự hành Gepard. Bên cạnh đó, các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng một số hệ thống phòng không thời Liên Xô như BUCK và S-300. Tuy nhiên, Ukraine đang dần cạn kiệt kho tên lửa do đã liên tục sử dụng loại vũ khí này để chống lại các cuộc không kích và tấn công bằng UAV của Nga. Trong khi đó, Mỹ lại có số lượng lớn tên lửa Sea Sparrow và các hệ thống phòng không khác có thể cung cấp cho Ukraine. Thách thức đặt ra ở đây là làm thế nào để kết hợp hai vũ khí hoạt động cùng nhau. Gần đây, Lầu Năm Góc đang đặt mục tiêu cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không lai ghép Frankensamt nhằm chống lại các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông này. Các phương tiện truyền thông của Mỹ cho biết hệ thống Frankensamt có thể sớm được chuyển giao cho chính phủ Ukraine. Theo các nguồn tin, sẽ có hai phiên bản vũ khí lai ghép của Lầu Năm Góc. Một phiên bản là sự kết hợp giữa bệ phóng BUCK của Liên Xô và tên lửa Sea Sparrow của Mỹ. Phiên bản còn lại sử dụng radar thời Liên Xô và tên lửa Sidewinder của Mỹ. Ukraine và Mỹ từ lâu đã hợp tác để kết hợp vũ khí Mỹ với vũ khí Liên Xô vào tháng 9 năm 2022. Ukraine đã trang bị các máy bay chiến đấu MiG-29, tên lửa AGM-88 HAM. Trước đó, vũ khí của Mỹ không tương thích với máy bay thời Liên Xô của Ukraine, nhưng những sửa đổi về cơ chế hoạt động đã được thực hiện. Thời điểm đó, tướng James Hacker, người đứng đầu lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu cho biết, việc tích hợp tên lửa vào máy bay chiến đấu của Ukraine là một nỗ lực khá lớn. Đây được coi là khả năng phòng không mới đầy hứa hẹn đối với Ukraine và cho thấy những sửa đổi trong tương lai đối với các hệ thống của Liên Xô có thể được thực hiện, chẳng hạn như phóng tên lửa của Mỹ từ bệ phóng BUCK của Liên Xô. Mỹ tuyên bố đưa tên lửa Sea Sparrow dẫn đường bằng radar vào gói viện trợ dành cho Ukraine. Giới chức Mỹ cho rằng vào thời điểm đó rằng Ukraine đã điều chỉnh bệ phóng BUCK để phóng tên lửa Sea Sparrow. Sự kết hợp các hệ thống của phương Tây và Liên Xô cho thấy khả năng ứng biến và điều chỉnh kho vũ khí còn hạn chế của Ukraine. Gần đây nhất, Ukraine đã sửa đổi tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Khả năng tấn công mới của Neptune đã được thể hiện khi tên lửa này hạ gục các hệ thống phòng không S-400 đáng gờm của Nga ở Crimea. Nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công của nước này có nguy cơ kết thúc vào mùa đông và Nga đang tung ra các đòn tấn công mới ở khu vực, đồng thời củng cố hệ thống phòng thủ kiên cố của mình.
Mới đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 3 tổ hợp phòng không phức tạp, bao gồm một hệ thống Patriot nữa trong gói hỗ trợ mùa đông trị giá gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ông Scholz nói, khi mùa đông đến gần, chúng tôi sẽ dựng một lá chắn bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nước và sưởi ấm của Ukraine. Vào cuối tháng 10, một quan chức Ukraine nói về việc sử dụng tên lửa không đối không AIM-9 làm tên lửa đất đối không. Chúng tôi đã tìm ra cách phóng chúng từ mặt đất. Đó là một loại hệ thống phòng không tự chế tạo. Các hệ thống mới sẽ giúp chúng tôi vượt qua mùa đông. Thưa quý vị, mới đây hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Nga đang tập hợp một loạt máy bay ném bom chiến lược tại căn cứ không quân Angel ở vùng Saratov, miền nam nước này. Đó là 7 máy bay ném bom Tu-95MS và 4 máy bay ném bom Tu-160. Các bức ảnh cũng cho thấy rõ những thùng chứa tên lửa đặt cạnh 7 máy bay ném bom Tu-95MS. Theo giới phân tích, hành động này của Nga là điều vô cùng hiếm kể từ khi Moscow phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine. Theo hình ảnh vệ tinh do Bulgarian Military đăng tải, Nga đã triển khai 7 máy bay ném bom Tu-95MS và 4 máy bay ném bom Tu-160 ở phía bắc sân bay Angel. Những chiếc máy bay này đỗ sát cạnh nhau trên đường băng. Theo giới phân tích, việc Nga tập hợp tổng cộng 11 máy bay ném bom tầm xa trong cùng một ngày là điều vô cùng hiếm kể từ khi Moscow phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine. Các bức ảnh cũng cho thấy rõ những thùng chứa tên lửa đặt cạnh 7 máy bay ném bom Tu-95MS. Dù không có sự xuất hiện của nhân viên kỹ thuật trong các bức ảnh, nhưng việc thùng chứa tên lửa và máy bay được đặt cạnh nhau cho thấy quá trình tích hợp tên lửa vào bộ máy bay sắp sửa diễn ra. Trước đó, một số nguồn tin Ukraine cho biết vào cuối tháng 9, tại sân bay Angel, chỉ có 5 máy bay ném bom Tu-95MS và 2 máy bay ném bom Tu-160. Đến thời điểm hiện tại, số lượng máy bay ném bom ở sân bay này đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng hơn một tháng. Điều này làm dấy lên lo ngại Nga có thể chuẩn bị cho một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Các máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-160 của Nga có khả năng mang nhiều loại tên lửa và bom. Một trong những tên lửa chính được các máy bay ném bom này sử dụng là tên lửa hành trình KH-101, KH-102. KH-101 là tên lửa hành trình tầm xa có tầm bắn lên tới 5.000 km. Còn KH-102 là phiên bản mang đầu đạn hạt nhân của KH-101, được thiết kế đặc biệt cho các cuộc tấn công hạt nhân. Theo một quan chức quốc phòng Ukraine, Nga có số lượng vũ khí đáng kể để tiến hành cuộc tấn công mùa đông nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Ông Vadim Skibitsky, đại diện của cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga đã sản xuất 115 tên lửa chính xác cao để tăng cường kho vũ khí mùa đông của Moscow chỉ riêng trong tháng 10. Các tên lửa dẫn đường mới sản xuất bao gồm 40 tên lửa KH-101, 20 tên lửa Kalib, 12 tên lửa Iskander và 9 tên lửa KH-32. Ngoài ra còn có 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 4 tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinza. Theo giờ Kiev Post, ông Skibitsky khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với RBK Ukraine rằng tổng số tên lửa tầm xa của Nga gồm có 165 tên lửa Kalib, 160 tên lửa KH-101, KH-555 và KH-55 cùng đầu đạn, 290 tên lửa Iskander-M và Iskander-K, 80 tên lửa Kinza, 150 tên lửa KH-22, KH-32. Ông Skibitsky cho biết Nga đang lên kế hoạch tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khi tiêu thụ điện đạt đỉnh điểm trong thời tiết lạnh giá mùa đông. Tuy nhiên, ông cho rằng Moscow sẽ khó đạt được kết quả mà họ mong đợi. Ông Skibitsky nói quân đội Nga đang chờ đợi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Đây sẽ không phải là các cuộc tấn công giống như năm ngoái. Chúng tôi đã chuẩn bị và hiểu cách thức họ vận hành, những mục tiêu họ nhắm tới, cũng như tiến hành các biện pháp để bảo vệ hệ thống năng lượng của mình. AP cho hay, không lâu trước khi mùa đông tới, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, đặc biệt tại khu vực Kherson. Cuộc phản công của Ukraine diễn ra với nhịp độ chậm hơn kỳ vọng và Kiev đang đứng trước sức ép to lớn để tiến công vào mùa đông. Thời tiết khắc nghiệt có thể khiến các cuộc tấn công diễn ra chậm hơn. Hãng tin Reuters của Anh cho biết, trong bài phát biểu qua video hàng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng càng nhiều lực lượng Nga bị loại bỏ gần Avdiivka, tình hình chung sẽ càng tồi tệ hơn đối với Moscow. Ông Zelensky cho biết thêm, các lực lượng Nga đang mất người và trang thiết bị xung quanh Avdiivka nhanh hơn so với những gì họ đã mất trong các trận chiến kéo dài nhiều tháng gần Bakhmut tới khu vực Tây Bắc. Vitaly Barabas, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Avdiivka, cũng tiết lộ những tổn thất của Nga trong nỗ lực hiện tại giành lấy Avdiivka.
Ông Barabas nói với hãng thông tấn nhà nước Ukraine rằng có hàng ngàn binh sĩ Nga đã thiệt mạng tại đây. Tới nay, phía Nga chưa đưa ra bình luận trước tuyên bố về thương vong của Kiev. Trước đó, trong một bài phát biểu, ông Zelensky nói rằng giao tranh dọc tiền tuyến là thách thức. Người đứng đầu nhà nước Ukraine cũng chỉ rõ Adipka, Marinka, mặt trận Bakhmut, mặt trận Liman, Kupian, Zaporizhia và Kherson là những khu vực có giao tranh ác liệt nhất. Điều này càng được chứng thực thêm bởi Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, khi ông cho biết các mặt trận Adipka, Kupian và Marinka vẫn là những mặt trận dữ dội nhất và tình hình tại những nơi này phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Tờ Independent cho biết thêm, tướng Zaluzhny đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Charlie Brown. Tại cuộc gặp, tướng Zaluzhny đã thảo luận về kế hoạch của Ukraine cho mùa đông và các nhu cầu cấp thiết của quân đội nước này như đạn dược, hệ thống phòng không và máy bay không người lái. Trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Ukraine và tình hình nóng bỏng tại Trung Đông, theo Politico, Kiev muốn không chỉ nhận được vũ khí của phương Tây mà còn muốn các nhà thầu quốc phòng đầu tư vào nước này và giúp xây dựng một ngành công nghiệp vũ khí hiện đại, trở thành một trung tâm lớn của châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết Kiev đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí ở trong nước và nhận viện trợ từ các nước phương Tây. Ukraine muốn các nhà thầu quốc phòng đầu tư tại đây và giúp xây dựng một ngành công nghiệp vũ khí hiện đại trong bối cảnh các cuộc giao tranh chưa có hồi kết. Ông Kamysin nêu rõ phương Tây nên sản xuất vũ khí đủ để tự bảo vệ mình, đồng thời nói thêm rằng cách để làm điều đó là tăng số lượng và chuyển sản xuất đến nơi cần thiết gần tiền tuyến. Kế hoạch là để thuyết phục các công ty quốc phòng lớn, chẳng hạn như Rheinmetall của Đức, ký các thỏa thuận liên doanh như một biện pháp đối trọng với các thỏa thuận mà Nga ký với những nước như Iran và Triều Tiên trong lĩnh vực quốc phòng. Trong khi đó, Thượng tướng Ukraine Oleksandr Syrsky viết trên Telegram, theo hướng Bakhmut, Nga đã trở nên chủ động hơn và đang cố gắng giành lại các vị trí đã mất trước đó. Các cuộc tấn công của đối phương đang bị đẩy lùi. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng cho biết, các lực lượng của nước này đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine một ngày trước đó gần Kalitschevka và Kadyumivka, hai khu phố nhỏ nằm ở phía nam Bakhmut. Cuộc phản công của Ukraine cho đến nay chỉ đạt được một số thành quả khiêm tốn, nhưng lại đối mặt với tổn thất nặng nề trong quá trình tấn công các phòng tuyến của Nga ở phía nam. Trong khi đó, các lực lượng của Moscow cố gắng tiến công về phía đông bắc, có thể nhằm làm sao lãng Kiev và hạn chế tối đa lực lượng Ukraine có thể đưa tới các cuộc giao tranh quan trọng ở phía đông và phía nam. Nghị sĩ Quốc hội Nga, ông Shevchenko vừa qua trả lời báo chí cho biết, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine PSU, ông Valery Zaluzhny đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thiết lập một đội quân robot trong tương lai để có thể thay thế binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Vào mùa hè vừa rồi, tướng Zaluzhny với tư cách là thành viên phái đoàn Ukraine đã đến thăm Mỹ, nơi ông tham dự một cuộc triển lãm robot ở New York. Sau đó, ông rất tâm đắc ý tưởng thành lập một đội quân robot và thậm chí còn đề nghị Tổng thống Zelensky mua một số lượng nhất định những cỗ máy này để phản công nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga. Nghị sĩ Shevchenko lưu ý rằng tướng Zaluzhny từ lâu đã ủng hộ một đội quân công nghệ cao. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist, nơi ông nói về sự bế tắc trên chiến trường, Tổng tư lệnh cũng nói về sự cần thiết của tiến bộ về công nghệ để đối phó với những thách thức trên chiến trường mới nhất, chẳng hạn như bãi mìn, bẫy xe tăng và hầm bê tông. Ukraine cần tiếp tục đổi mới với công nghệ chiến trường mới. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Volodymyr Garilov tiết lộ rằng nước này hiện đang ưu tiên tạo ra robot chiến đấu hay các nền tảng hậu cần không người lái để sơ tán binh lính bị thương. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirill Budanov nhận định xung đột tại Ukraine có thể kéo dài nhiều năm mà không có bất cứ thỏa thuận hay giải pháp pháp lý nào. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng xung đột tuy kéo dài nhưng không có giao tranh quyết liệt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, ông Mikhail Fedorov cho biết các kỹ sư nước này đang tiến hành thử nghiệm robot mặt đất đa năng UGV Sikor S1 dưới sự bảo trợ của Cụm Công nghệ Quốc phòng Brev-1. Được thiết kế chủ yếu như một phương tiện vận tải, vai trò chính của UGV Sikor S1 là vận chuyển hàng hóa, bao gồm đạn dược và vật tư, tới tiền tuyến trong các khu vực có giao tranh dữ dội và sơ tán những người bị thương. Sikor S1 có thể mang tải trọng tối đa lên tới 200 kg. Ngoài ra, các nhà phát triển còn kỳ vọng sử dụng robot này trong hoạt động trinh sát và đã có các kế hoạch trong tương lai nhằm mở rộng khả năng thực hiện nhiệm vụ của nó.
Sikor F1 có thể được trang bị nhiều mô đun khác nhau để giả phá bom mìn ở các vùng lãnh thổ hoặc kết hợp với một trạm vũ khí. Khả năng thích ứng này đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể trên chiến trường, khiến nó trở thành một nền tảng linh hoạt. UGV có tổng trọng lượng 275 kg, bao gồm cả trọng tải, phạm vi hoạt động tối đa 5 km và thời lượng pin lên tới 2,5 giờ. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 14 km/h. Sikor F1 hiện đang được sản xuất ở quy mô nhỏ, tối đa 10 robot được lắp ráp mỗi tháng. Các nền tảng robot trên mặt đất không phổ biến trên chiến trường so với các hệ thống không người lái khác. Thông qua thử nghiệm, lực lượng phòng vệ Ukraine đang hoàn thiện tầm nhìn về cách thức sử dụng những loại vũ khí như vậy một cách hiệu quả. Theo Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, ông Mykhailo Fedorov cho biết, Sikor F1 đã cho thấy kết quả thành công trong điều kiện chiến đấu và nhận được phản hồi tích cực từ quân đội. Trước đó, hồi cuối tháng 10, Bộ trưởng Fedorov cũng tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt robot cảm tử Raten-S. Bên cạnh những thiết bị sản xuất trong nước, lực lượng Ukraine cũng triển khai nhiều loại UGV của nước ngoài. Gần đây, truyền thông Ukraine đưa tin quân đội nước này có 15 nền tảng robot mặt đất có thể giải quyết các nhiệm vụ từ sơ tán đến giả phá bom mìn và trinh sát. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng chưa từng có trong công nghệ không người lái, với nhiều loại phương tiện không người lái mới liên tục xuất hiện và phát triển. Theo ông Fedorov, vào đầu hồi tháng 8, Ukraine đã tìm cách mở rộng quy mô trong lĩnh vực máy bay không người lái sang các lĩnh vực đổi mới quân sự khác và thành lập một đội quân robot. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bất kỳ bên nào có thể giúp chúng tôi củng cố năng lực công nghệ của mình. Thời điểm đó, Nga đã phát triển các loại robot chiến đấu, sử dụng chúng trên chiến trường ở Ukraine, bao gồm cả robot Marker, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI. Truyền thông Nga cho biết, robot chiến đấu Marker có thể chống lại các loại UAV khác nhau, trong đó có cả UAV cảm tử. Theo Samuel Bendet, nhà phân tích nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở tại Mỹ, robot Marker sẽ thay thế binh sĩ trong các nhiệm vụ nguy hiểm và thực hiện các vụ tấn công hiệu quả hơn. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!